một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ lại cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở level 19 nha. Sát cánh ngày hôm nay với chúng ta sẽ là một người bạn ở đẳng cấp level 20. Chúng ta cũng đã được từng trải qua những trận đấu cùng với những người bạn này rồi. Bạn ấy cũng là một người chơi chơi rất hay và rất ồn ào ở trên bộ đây bầy. Và ngay lúc này thì đối thủ chúng ta cũng sẽ là những người chơi ở level 19 và level 20. Đây cũng là một trong những người chơi rất VIP nha. Ngay từ những phút đầu tiên thì chúng ta và cả cổ động bên đã cố gắng triển khai thật nhanh các đội vô lĩnh 1, cố gắng ra soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tác biển. Và đây cũng là một trong những cái bản đồ có một đường bờ biển bao quanh và nó cũng khá là rộng lớn ở đây bầy. Chúng ta rất khó để có thể hỗ trợ nhau phòng thủ căn cứ của đồng binh, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải cố gắng rất nhiều. Trước những đối thủ mạnh mẽ như thế này thì rất có thể họ sẽ tấn công chúng ta từ rất sớm ở đây bầy. Ngay từ những phút đầu tiên chúng ta buộc phải triển khai thật nhiều các đội vừa lên kết hợp với các đội vừa C1 để cố gắng tranh giành lấy tài nguyên vật lực của liên đoàn. Và sẽ có hai thùng tài nguyên lớn, một ở vị trí trung tâm và một ở vị trí góc 3 giờ. Và Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV cũng đã buộc phải triển khai đến tận hai nhà xuất xe quân sự rồi, kết hợp với ba nhà xuất lính bộ binh, cố gắng bằng cách nào đó để có thể chiếm lấy được càng nhiều càng tốt những thùng tài nguyên. Và ngay bây giờ thì chỉ còn có những thùng tài nguyên ở trên biển thôi anh em ơi. Và trước những đối thủ VIP như thế này thì chắc chắn rằng đường biển họ cũng sẽ rất nhanh có thể triển khai được các đơn vị tàu Delta. Vì dù sao thì các đơn vị tàu Delta cũng là những đơn vị xe tăng lội nước và có khả năng leo lên bờ, hỗ trợ lực đam rất tốt cho cả lực lượng của liên đoàn. Cho nên chúng ta cần phải tăng tốc thêm các đơn vị tàu Kaido Kaiben, cố gắng chiếm lấy được các thùng tàu ngay ở trên biển ngay lập tức thôi. Lực lượng đồng minh cũng đã chiếm được các thùng tàu ngay ở trên biển ngay lúc này rồi. Và Sơn Lam cũng đã có thể chỉ được một thùng tàu nguyên lớn với lên một bên vàng, đồng thời là các đơn vị xe Fortress rồi anh em ơi. Tình hình đang trở nên khó khăn dần rồi. Xe Fortress bên cạnh lực lượng của liên đoàn cũng đã bắt đầu di chuyển xuống căn cứ của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV, mới có phút thứ 3 thôi. Và như vậy là họ đã quyết định là gây sức ép với chúng ta rồi. Đến rồi anh em ơi, đến rồi. Mới có 3 phút mà đã tổng tấn công mạnh mẽ như thế này, những đơn vị xe Fortress và đồng thời là các đơn vị lính bộ binh một ngày lúc này rồi. Và liên đoàn cũng đã có sự xuất hiện của Delta. Và căn cứ của chúng ta đang lâm nguy anh em ơi. Hiếu Nguyễn cũng đã buộc phải cắm ra rất nhiều những tháp bắn tỉa từ xa, cố gắng phòng thủ căn cứ ngay lúc này thôi. Chúng ta vẫn chưa hề có được các đơn vị C2 Abadillo. Và bây giờ chúng ta đã buộc phải sử dụng 20 vàng để có thể có được một item tổng số phòng thủ ngay lúc này rồi. Rất khủng khiếp mà đại bầy. Xe Fortress có lực đam là quá mạnh, các đơn vị C1 Coyote cũng đã buộc phải bỏ chạy hết cả rồi. Và lại còn có sự xuất hiện của một đơn vị Hero Level 1 C3 Root nữa rồi. Lực đam của C3 Root thật sự là cũng quá khỏe anh em ơi. Có đam cận chiến và đồng thời là những quả rocket bắn từ xa. Chúng ta đã có được 3 tháp bắn tỉa và vẫn đang cố gắng phòng thủ căn cứ tới cùng trước một sự tấn công mạnh mẽ từ C3 Root và cả hai đơn vị C Fortress ngay lúc này. Liên đoàn cuối cùng cũng đã rút lui. Đồng minh đang cố gắng triển khai được những đơn vị không quân và đồng thời là nâng cấp sản xuất các đơn vị nhà sản xuất xe cơ giới lên level 3. Chúng phải có sự tăng cường thêm của các đơn vị tăng gia gùa ngay lập tức thôi. Chúng ta hãy cùng quan sát ở phía bên trong các lực lượng của liên đoàn. Họ đã có được sân bay rồi.
Xanh nước biển thì lên nhà chậm hơn một chút xíu rồi anh em ơi. Nhưng Xanh Lan thật sự là những người chơi quá bro VIP ngay lúc này. Bạn ấy cũng là một người chơi ở level 20. Ngay lập tức thì Xanh Lan cũng đã cắm ra thêm những tháp chống hạt rồi. Zeberus và hai đơn vị xe Fortress đang ở phía bên ngoài căn cứ của bạn ấy ngay lúc này. Chỉ có lực lượng của Xanh Đất Biển là hơi bị ảo vãi thôi anh em ơi. Chiến đấu cơ bên cạnh lực lượng của Xanh Lam cũng đã xuất hiện rồi và chúng ta vẫn còn có những thông tan biển. Xanh Lam đang cố gắng chính xác chúng ta và cả của lực lượng đồng bình. Và người bạn đồng bình chúng ta cũng đã có sân bay. Thiếu Nguyễn của Civic TV ngay lúc này cũng đã buộc phải triển khai một nhà sản xuất xe chuyên dụng kết hợp với việc nâng cấp gia chính lên level 3. Nhà chính của các cước lượng của Xanh Lam cũng đã được nâng cấp lên level 4 rồi. Xanh Đất Biển cũng đã bắt đầu có tăng rớt rồi anh em ơi. Ngay lúc này thì Hiếu Nguyễn của Civic TV cũng đã buộc phải triển khai thêm các đơn vị lính bộ binh 2, sẵn sàng cho những phương án phòng thủ căn cứ trước những sự càn quét và tấn công từ những đơn vị tăng rớt thân thánh bên cạnh đất lượng của liên đoàn và đồng thời là cả các đơn vị chiến đấu cơ. Chúng ta cũng đã ngay lập tức xây dựng ra thêm những tháp phòng không và đã sản xuất ra thêm những đơn vị xe diễm rồi. Và lính 2 được sản xuất ra thì cũng cố gắng ẩn nấp ở trong khu rừng gần đây anh em ơi. Đồng minh cũng đã có được khá nhiều các đơn vị tăng Jaguar và đã có được đơn vị chiến đấu cơ đầu tiên. Sẽ lại có tiếp tục thêm những thùng tăng nguyên lớn rồi. Nhưng thật sự là chúng ta quá yếu ớt và mỏng manh để có thể tràn ra phía bên ngoài và chiếm lấy tăng nguyên với lực lượng của liên đoàn. Và chắc chắn rằng họ sẽ chiếm được tăng nguyên hết cả thôi. Quân đội đang cố gắng trinh sát vào bên trong căn cứ lực lượng của quân Xanh Lam. Nhưng ngay lập tức thì Xanh Lam cũng đã có được 3 đơn vị chiến đấu cơ. Quay đầu rồi. Đó đã ngay lập tức mất đi một đơn vị chiến đấu cơ nhiều hầu. Và xe Barut cũng đang xuất hiện ở rất gần phía bên ngoài căn cứ của chúng ta. Chiến đấu cơ cũng đã bay ở trên không. Xe diễm sắp trụ không nổi rồi. Chỉ mới có đúng một loạt bắn tên lửa thôi mà chúng ta đã gần như mất đi một đơn vị xe diễm rồi anh em ơi. Quá khủng khiếp và quá ghê gớm thôi mà. Đã có sự chuẩn bị của các đơn vị tháp phòng không và đồng thời là các đơn vị xe nhiễm như thế này mà chúng ta cũng đã buộc phải mất đi một tòa nhà năng lượng rồi. Rất căng thẳng anh em. Chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào đồng minh đủ sức để có thể tiến công. Và chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành một mục tiêu rất lớn từ cả đất lượng của Xanh Lam. Ta cần phải chủ động sản xuất thêm các đơn vị lính bộ binh 2 kết hợp với các đơn vị xe quân sự hàng đặc hơn. Và đồng thời thì cũng cần phải triển khai thêm các đơn vị xe nhiễm để có thể hỗ trợ phòng không trước những sự tấn công rất mạnh mẽ từ các đơn vị chiến đấu cơ và test bên cạnh lực lượng của liên đoàn. Với những quả tên lửa thật sự là quá đẳng cấp và tốc độ bay là rất nhanh. Và đôi khi thì các đơn vị xe nhiễm của ta cũng không thể có tốc độ của những quả tên lửa truy đuổi theo được các đơn vị và test được ADB. Và để có thể hỗ trợ cho nhau ở những cái bản đồ nó quá xa như thế này thì cũng rất khó rồi, cho nên chúng ta cần phải tự lo cho chính mình để giảm thiểu sức nặng của chúng ta cho đồng minh. Hiếu Nguyện của Civic TV cũng đã nâng cấp được nhà sản xuất xe quân sự lên level 3 và cũng đã bắt đầu triển khai được những đơn vị tăng gia quân đầu tiên. Ngay lúc này thì chúng ta vẫn chưa thể biết được các đơn vị lực lượng của liên đoàn đã có những gì ở phía bên trong, ngoài những sự phán đoán thôi. Chiến đấu cơ của họ cũng đã bay ở trên không. Rất nhiều các đơn vị tăng rớt rồi. Như vậy là đồng minh đã quyết định là tiến công vào điểm F rồi anh em ơi. Và ngay sau khi có được sự xuất hiện của rất nhiều các đơn vị xe diễm như thế này thì liên đoàn cũng đã buộc phải dè chừng hơn
nhưng sức mạnh từ các đơn vị không quân của bạn ấy thật sự cũng vẫn là quá mạnh nha. Với một loạt đạn thôi thì chúng ta đã ngay lập tức mất đi một đơn vị xe diễm rồi. Như vậy là người bạn chúng ta cũng đã trinh sát được lực lượng của liên đoàn, còn đang có được rất nhiều các đơn vị tăng rớt ở vị trí này. Có lẽ chúng ta cần phải di chuyển lên phía góc 12 giờ và chờ đợi lấy một cơ hội tốt nhất nha. Cơ hội tốt nhất đó là khi mà lực lượng của liên đoàn quân xanh nước Lam tấn công tổng lực và căn cứ của Hiệu Nguyện Goldsmith TV, đó chính là một cơ hội mạnh mẽ nhất. Trong phía lực lượng của quân đỏ có thể tấn công tổng lực và căn cứ lượng của liên đoàn quân xanh Lam. Hai anh em có thể gọi đó là xanh da trời nha. Nhìn nó thì cũng khá giống màu xanh lá cây. Nhưng vì bên cạnh lực lượng của Hai Chiêu ông ta vẫn còn có những người chơi lực lượng của xanh lá cây nữa, cho nên chúng ta hãy cứ gọi đó là xanh lam hoặc là xanh da trời. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta vẫn tiếp tục sản xuất thêm các đơn vị lính hài kết hợp với xe diễm và cả tăng Jaguar. Chiến đấu cơ của người bạn ta cũng đã liên tục bay ở trên không, cố gắng phần nào đó gây thiệt hại với các đơn vị tăng rớt bên cạnh lực lượng của liên đoàn. Ngay lập tức thì đã có được những tiếng động cơ từ các đơn vị ven sát bên cạnh lực lượng của liên đoàn mất rồi. Họ đã có được đến tầng 2 sân bay và cứ bay vào và bay ra thì ngay lập tức chúng ta sẽ tổn thất đi các đơn vị xe diễm và cả các đơn vị xe quân sự level 3. Chúng ta đang có rất nhiều các đơn vị lính bộ bên hai và đồng minh đã quyết định là tổng tấn công lực lượng quân xanh Lam mà quân xanh lực Lam rồi. Xanh da chờ anh em ơi. Xanh đất biển có vẻ là yếu hơn, tại sao lực lượng đồng minh không công lực lượng quân xanh đất biển mà lại công lực lượng quân xanh Lam làm cái gì đây bạn ơi? Mình thấy cũng hơi vô lý một chút xíu rồi, khi mà chúng ta vẫn chưa thể nắm chắc được ưu thế hoàn toàn so với lực lượng quân xanh Lam, vì họ có sức mạnh về công nghệ và số đông các đơn vị tăng rớt hơn, và họ cũng là những người chơi VIP nha. Thì tại sao chúng ta lại không tấn công vào căn cứ lực lượng quân xanh đất biển mà lại phải cứ dồn lực tấn công vào lực lượng quân xanh Lam? Và ngay lập tức thì Hiệu Nguyện Goldsmith TV cũng đã buộc phải xây dựng ra thêm các bức tường phòng thủ rồi. Và lực lượng quân xanh Lam cũng đã bắt đầu tràn xuống phía bên dưới căn cứ của Hiệu Nguyện Goldsmith TV. Có cả Solaris rồi, và đây chính là một trong những cơ hội tốt nhất nha. Chúng ta sẽ cố gắng bám trụ và phòng thủ tới cùng ở vị trí căn cứ của Hiệu Nguyện Goldsmith TV để tạo cơ hội cho đồng minh tấn công tôi bạn ơi, đừng có chần chờ đi nữa đâu bạn ơi. Sức mạnh vượt trội từ giữa đơn vị tăng rớt và cả Solaris như thế này, và họ còn có cả mang theo những đơn vị xe khiên. Và khi kết hợp với Solaris thật sự là những nỗi khiếp sợ bên cái lực lượng của Khai Chí ông ta. Lần hai cứ chờ nó đã rồi. Sống ra thôi. Những quả đạn vác vai bắn phá liên tục vào cái đầu vời tăng rớt thôi. Chúng ta đã tổng thất đi rất nhiều cái đầu vời lần này. Và đồng minh cũng đã kéo đến rồi. Xin cảm ơn người bạn đồng minh lực lượng quân đỏ của chúng ta. Đối kháng giữa Jaguar và tăng rớt kết hợp với cả Solaris bên cả lực lượng của liên đoàn. Chúng ta có khỏi những tăng rớt thật sự là quá khỏe anh em ơi. Chạy thẳng vào phía bên trong và không ngán gì đâu. Giải và bảo là rất trâu và Solaris anh đi. Quá khiếp rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có thể thông thủ căn cứ thành công với sự hỗ trợ của đồng minh. Tổn thất là rất nặng nề đối với căn cứ của Hiệu Nguyện Goldsmith TV. Chiến đấu cơ của liên đoàn cũng đã bay ở trên không, và chúng ta lại tổn thất thêm những đo nhà sản xuất năng lượng Rua Debay. Sân đất biển cũng đang tiến công. Thật may mắn khi ba người bạn đồng minh của chúng ta cũng đã kịp thời kéo qua lực lượng của Hiệu Nguyện Goldsmith TV phòng thủ căn cứ cho chúng ta. Nhưng nếu không chúng ta thật sự đã toàn mất rồi. Và ngay lập tức lực lượng của xanh đất biển cũng đã chớp lấy thời cơ để tổng tấn công vào căn cứ lực lượng của quân đỏ người bạn của chúng ta ngay lúc này.
thứ ba ông ta cũng đã buộc phải quay trở về căn cứ với các đồng đội Tanjago và cả xe khói rồi, và hỗ trợ phòng thủ căn cứ tới lập tức cùng với các anh thân vị các thắng tiền đây vậy. Salam đã tiếp tục tiến công. Tăng tên vẫn là những nỗi khiếp sợ rất lớn với lực lượng của Khai Chi ông ta. Lực đạp là rất tốt và nhà xuất xe chuyên dụng level 3 bên các lực lượng của đồng minh cũng đã đi bán phế liệu rồi. Sẽ lại tiếp tục tiến công vào phía bên trong và chúng ta lại phải sử dụng thêm 20 vàng. Lệnh 2 kết hợp với Jaguar. Căn cứ của đội đã được bảo vệ thành công rồi. Thủy Quyền cũng đã buộc phải cố gắng rất nhiều rồi anh em ơi. Sức mạnh quá chênh lệch từ cả lực lượng của Salam và lực lượng của Thủy Quyền của Sevic TV ngay lúc này. Vừa có Zon vừa có Khiền và đồng thời là có sự hỗ trợ của các đội vị trí đấu cơ. Không có đơn giản đâu anh em ơi. Cho dù có phải tổ uy tên để cống hiến được những trận đấu cực hay, chúng ta vẫn phải cố gắng thôi. Tiếp tục là 20 vàng nữa rồi. Và đồng minh đã có thể là tiến công vào căn cứ lượng của Salam cũng rất hợp lý vào lúc này nha. Nhưng có vẻ là hơi chậm rồi. Nhưng biết làm thế nào bao giờ anh em ơi. Vì quãng đường di chuyển của nó là quá xa. Và vẫn còn có Solaris ở phía bên ngoài. Ta sẽ cố gắng để có thể cầm chân được lực lượng của Liên Đoàn ở vị trí này, tạo cơ hội cho đồng minh tiến công vào phía bên trong. Đó cũng là một trong những điều đúng đắn và hợp lý lắm rồi, tấn công thôi. Chắc chắn lực lượng Salam sẽ quay trở về căn cứ rất nhanh anh em ơi. Vì họ đã đứng ở một vị trí rất gần thôi. Quân đội đang cố gắng tăng tốc chạy vào phía bên trong. Và Solaris cũng đã kịp thời quay trở về mất rồi. Tốc độ di chuyển của Solaris thật sự là quá nhanh. Ở đây ngay lập tức chúng ta đã mất đi đến tầng 6 đơn vị tại Jaguar. Xe khi cũng đã đến rồi và tăng dân cũng đang ở phía đằng sau. Chạy thẳng vào phía bên trong đi bạn ơi. Quân đội đang cố gắng để có thể phá hủy được nhà sản xuất Hero level 3. Cố gắng di chuyển vào phía bên trong đi bạn ơi. Hết khỏi mất rồi. Và tăng dân cũng đã được có sự hỗ trợ của xe khi. Và chúng ta đang mất dần các đơn vị tăng khói và cả các đơn vị tăng Jaguar. Không đủ lực để có thể tiếp tục chiến đấu được rồi. Salam thật sự là quá khỏe và quá có một sức mạnh vượt trội và công nghệ anh em ơi. Ngay lúc này thì chúng ta cũng đang cố gắng để có thể trên ra phía bên ngoài, để cố gắng để có thể chiếm lấy được một thùng tài nguyên, nhưng không biết có ổn hay không đây. Chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào có được sức mạnh vượt trội hơn so với lực lượng của Liên Đoàn. Và chiến đấu cơ của họ cũng đã ở phía trên không rồi. Phút thứ 19 rồi anh em ơi. Và Hiên Nguyện của CVTV cũng không thể nâng cấp gia chính lên level cao hơn được rồi. Có bao nhiêu tiền vàng thì cũng buộc phải để có thể triển khai được dựng thêm những đơn vị xe cơ giới phòng thủ ở căn cứ của chúng ta mà thôi. Làm gì đủ sức đâu mà nâng cấp gia chính lên level 4 anh em ơi, mặc dù là chúng ta đã biết được đây là phút thứ 20. Là đã quá chậm chạp rồi. Sân đất biển cũng đang còn rất mạnh mẽ với rất nhiều các đơn vị tăng sốt nha. Và Liên Đoàn cũng có một phương án tấn công, đó là chỉ cần sử dụng đúng một đơn vị tăng sốt thôi và cứ sản xuất ra càng nhiều càng tốt thôi. Nếu có được sự hỗ trợ của đội quân bằng các đơn vị không quân và xe phòng không thì tăng sốt vẫn hoàn toàn có đủ sức để tiến công vào căn cứ của chúng ta. Và khi mà họ đã tiến công vào căn cứ của chúng ta rồi
thì thật sự là chúng ta có đúng cái địch ngay đây bầy. Vì sức mạnh của những khẩu pháo của bên cái lực lượng của tăng giáp, bên cái lực lượng của đinh đoàn, nó có lực đạn rất rộng lớn và tầm bắn nó chỉ thua so với Jaguar có đúng một ô thôi anh em ơi. Bài ném bom thọ cũng đã vừa bài ném bom rải thảm vào nhà sản xuất xe khói của đồng minh. Liên đoàn đã có được thọ rồi và tới tầng 4 được với bài ném bom thọ. Chúng ta cũng sẽ phải rất đau đầu rồi đây. Không có đơn giản đâu. Thọ là một trong những đơn vị bài ném bom chiến lược có tốc độ bay, chỉ có thua so với các đội vị chiến đấu cơ nhiều hơn chúng ta một chút xíu thôi anh em ơi. Nhưng giáp và máu cũng là rất châu, có những trận đấu mà chỉ có khoảng 3 đội vị bay đến bom thò mà chúng ta đã có được khoảng hơn 10 đội vị xe nhiễm kết hợp với các thái phòng không, nhưng vẫn không thể bắn hạ bất kỳ một đội vị bay đến bom thò nào cả đâu anh em ơi. Cho nên đôi khi chúng ta buộc phải tấn công từ sớm, đánh phủ đầu và căn cứ lực lượng của Liên Đoàn. Chứ nếu để cho họ lên được quá nhiều cái đơn vị thò, chúng ta cũng rất khó để có thể phòng thủ được căn cứ nha. Chỉ cần họ có được khoảng 8 đơn vị bay ném bom thò và chỉ cần ngồi nhà và điều khiển cái đơn vị bay ném bom rải bom liên tục thôi, thì thật sự là chúng ta cũng rất khó để có thể phòng thủ căn cứ ở trên không. Còn đối với các đơn vị bay ném bom Abachop của chúng ta thì có tốc độ bay là rất chậm nha. Mặc dù là máu có nhiều hơn một chút xíu thôi, nhưng vì nó bay quá chậm cho nên là khi mà đi lướt qua căn cứ lực lượng của Liên Đoàn thì nó phải hứng chịu được nhiều những quả tên lửa phòng không hơn. Và nó cũng sẽ rất chi là dễ để có thể bị rụng rơi. Sự vượt trội hơn về công nghệ đã đánh giá được lực lượng Liên Đoàn là những người chơi rất mạnh mẽ rồi. Cho nên những anh em nào mới tập chơi thì chúng ta muốn chơi một cách dễ dàng và giành lại được chiến thắng và ưu thế trên chiến trường, chúng ta có thể lựa chọn Liên Đoàn nha. Và Liên Đoàn lại tiếp tục ném bom và rải thảm được một nhà sản xuất xe khói của đồng minh với 4 đơn vị mà ném bom thò. Và thò vẫn còn có sức để mà quay trở về. Chỉ có thể bắn hạ được một chiếc thôi. Và lúc đó thì lực lượng của đồng minh quân đoàn ta cũng đã tổn thất đi đến tận 3 đơn vị chiến đấu cơ mất rồi. Tốc độ bay của những quả tên lửa phòng không bên các lực lượng của Liên Đoàn cũng thật sự là nhanh hơn các đơn vị chiến đấu cơ ta rất nhiều anh em ơi. Và Hiếu Nguyễn của Sevic TV và cả đồng minh đã quyết định là dồn lực lại và chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo vào các lực lượng của Liên Đoàn của Slam. Quân đội đã di chuyển rồi. Chúng ta và người bạn của quân đội đã rất hiểu ý nhau, không cần phải nói nhiều, di chuyển và tiếp cận đến nhau thôi. Bạn ấy cũng đã có được một trận đấu cùng với anh Hào, cũng rất hay rồi. Và bây giờ là một trận đấu của Hiếu Quyền của Civic TV cùng với một người bạn rất tuyệt vời này. Xông vào phía bên trong. Hãy cứ để cho lực lượng quân đội tràn vào phía bên trong và chúng ta sẽ cố gắng kiếm cho lực lượng quân xanh nước lam vào phía bên ngoài căn cứ của bạn ấy ở Dimash nha. Thọ cũng đã vừa vào đây bom rải thảm rồi. Liên Đoàn có khi vẫn rất nhiều cái đầu bởi tăng sớt cây lúc này và rất khó để có thể kiềm chân được họ đây bây. Giờ thật sự là quá đau và Yago thì chịu không có nổi rồi. Sân nước biển cũng đang tiến công bởi các đầu bởi tăng sớt cây lúc nào các thứ lực lượng của đồng minh. Chúng ta cũng đã triển khai rất đúng vẫn hướng tấn công tổng lực và bất ngờ vào yếu tố của lực lượng căn cứ của lực lượng của Sơn Lam. Và chúng ta cũng đã lường trước lực lượng của Sơn Đất Biển cũng sẽ tấn công vào căn cứ đồng minh. Chúng ta đã quyết tâm là đổi một phương án là đổi nhà, dùng căn cứ lực lượng quân đỏ để đổi lấy căn cứ lực lượng của Sơn Lam. Nhưng rõ ràng là sức mạnh của lực lượng của Sơn Lam thật sự là quá ghê gớm rồi. Cho dù có khói và rất nhiều cái đầu vời tăng gia ngùa, nhưng để có thể đối kháng được với quá nhiều cái đầu vời tăng giấc và thế khi như thế này thật sự là cũng quá còn là khó khăn rồi. Căn cứu của bạn chúng ta cũng đã tăng đắt hết đến nơi rồi. Và Sơn Lan thì không hề có sự bể may gì nhiều lắm anh em ơi. Họ quá khỏe và quá mạnh mẽ rồi. Và
địa bàn thật cũng đã để bom lại thang vào căn cứ của chúng ta. Và người bạn chúng ta cũng đã đầu hàng và rời bỏ cuộc chơi. Cái kết là quá rõ ràng rồi. Căn cứ của đội cũng không còn gì mà chúng ta buộc phải rút lui để quay trở về căn cứ và chuẩn bị cho một phương án phòng thủ căn cứ ngay lúc này thôi. Khi mà Lido lực lượng của sân nước biển, họ có thời gian để chuẩn bị được những đơn vị tăng rất là quá đông như thế này. Vì đâu có ai đụng độ đến họ đâu. Gần như là chúng ta và cả lực lượng đồng minh đã phải 2 cân 1 với lực lượng của quân Sơn Lam. Sơn Lam thật sự là một người chơi quá mạnh nha. Thì sân nước biển hoàn toàn có đủ thời gian để triển khai được những đơn vị tăng rất mạnh mẽ đến như thế này. Và trận đấu này là một trong những trận đấu mà lực lượng quân Sơn Lam đã chơi quá ồn áp, với một sức mạnh vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Mặc dù là Hiếu Nguyễn, Ngôi TV và cả đồng minh, người bạn đồng minh rất tuyệt vời, chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng cũng không thể làm được điều gì hơn được nữa rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có sức mạnh của những đơn vị lính hai kết hợp với tăng gia gu và cả những tháp phòng thủ, và sẽ cố gắng bám trụ trận đấu này tới cùng thôi. Rất khó khăn rồi. Căn cứ của đồng minh đã không còn gì. Phút thứ 27 rồi anh em ơi. Tiếp tục lại là Thor. Để bom rải thảm rất mạnh mẽ vào căn cứ của chúng ta với 6 đơn vị và để bom Thor. Và làm gì còn có cái gì đâu. Quá khủng khiếp và quá ghê gớm rồi. Cũng rất có thể lực lượng liên đoàn sẽ cố gắng làm theo hợp đồng, và chúng ta không muốn điều đó xảy ra đây bầy. Chúng ta sẽ cố gắng dồn quân đáp trả lực lượng của liên đoàn thôi. Lực lượng của xanh nước biển cũng đã tiến công chúng ta rất nhiều giớt rồi. Bây giờ chúng ta đang phải cố gắng sử dụng tất cả những gì chúng ta đang có, là lính hai, tăng gia gu, xe nhím và cả Dragonfly. Nhưng thật sự là Dragonfly cũng chịu không nổi với cái đầu vị tăng rớt với những quả tên lửa bắn ở trên không. Sân Đức Lan cũng đã tiến công rồi. Những tháp phòng thủ của chúng ta cũng đã sắp cung điện rồi, và không còn có khả năng phòng thủ căn cứ được nữa rồi anh em ơi. Rút lui vào phía bên trong, còn gặp lại để có thể phòng thủ căn cứ được tới cùng. Nhưng cái kết là quá rõ ràng và tiếp tục lại là Thò để bom ra cả rồi. Không gì có thể chịu được nổi với 6 đơn vị và đây là bom to. Anh em thấy trận đấu này đánh đấm ra làm sao? Có ổn áp hay không thì hãy cứ bình luận nha. Và đối thủ của ta là những người chơi như thế nào, anh em hãy cứ bình luận nha. Và đừng tiếp những lượt la anh em ơi. Một trận đấu mà chúng ta và đồng minh đã biết được rằng đối thủ của ta là những người chơi quá đẳng cấp, và gần như lực lượng của Sơn Lâm đã công khai. Thì chúc mừng lực lượng của Liên Đoàn với một chiến thắng rồi. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Hiếu Nguyễn Con Sinh TV. Và hãy bấm like nha. Xin cảm ơn 4 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và đồng hành của Hiếu Nguyễn Con Sinh TV. Hãy luôn nhớ kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081 nha. 092 476 2081. Chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo, cùng giao lưu và cùng có những trận đấu 2 đấu 2 và cùng được lên TV. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận đấu tiếp theo nha. Liên Đoàn đã giành lại chiến thắng rồi. Sức mạnh quá tuyệt vời từ Liên Đoàn. Sơn Lan đã chơi quá hay. Một mình bạn ấy đã quyết định tất cả chiến thắng trong trận đấu lần này. Mặc dù là Hiếu Nguyễn của CCTV và cả đồng minh đã quăng hết sức mạnh rồi, nhưng không thành công. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu tiếp theo nha. Nói thật càng và những trận thật khó, và sẽ khỏi đứng đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Go Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 092 476 2081, và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người.
có ai là thủ cuộc. Và với tao, một trận chiến sẽ luôn sát cánh của anh em. Nói thật rằng, những trận khó sẽ khó được đó và tao bay. Chỉ cố gắng những trận đó, tăng dốt đứng đó và bóp rây. Yo! Tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngô Sơ Việt TV. Và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Nói thật cặn và những chân thật khó và sẽ khó đến đó và bấm cứ rơi. Tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngô Sơ Việt TV. Bấm like và hãy nhớ subscribe và kết bạn Zalo với tao. Và tất cả sẽ cùng được sát cánh với nhau.